Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ đến một cái chủ đề tiếp theo trong cái tháng 3 này. Đó là chúng ta sẽ nói về thuế thu nhập cá nhân, các cái vấn đề liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Thì buổi trước tôi cũng đã nói trao đổi với anh chị về kiểm tra và quyết toán thuế giá trị gia tăng rồi. Thế thì trong thuế giá trị gia tăng thì nó cũng có rất là nhiều những cái nội dung, rất nhiều cái vấn đề, những cái điểm để mà chúng ta trước một cái kỳ quyết toán, các cái số liệu mà chúng ta cần phải kiểm tra đối chiếu từ hệ thống hóa đơn điện tử cho xuống đến các cái tờ khai, rồi điều chỉnh đối chiếu xuống các cái số liệu trên sổ sách và để kiểm soát khớp với số liệu trên báo cáo tài chính. Trông vậy thôi nhưng mà ở trong doanh nghiệp của chúng ta thì khi mà vào kiểm tra, đấy, chuẩn bị hồ sơ trước một cái kỳ cơ quan thuế xuống kiểm tra quyết toán ấy, thì nó vẫn có luôn đầy rẫy những thứ mà chúng ta còn gặp phải các cái sai sót đó. Thế thì chỉ trước các cái kỳ liên quan đến quyết toán như thế này thì tôi cũng muốn cùng anh chị chúng ta dành một chút thời gian. Mỗi tuần chúng ta cũng dành trong thời gian khoảng 1 giờ đồng hồ điểm lại những cái nội dung đó để chúng ta đâu đó có thể những anh chị mới mà chưa biết thì cũng nắm được để chúng ta tránh được các cái rủi ro. Hôm nay thì chúng ta đến với cái chủ đề về quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Thế thì trước tiên thì có một vài những cái nội dung về căn cứ pháp lý. Trong thuế thu nhập cá nhân đó thì chúng ta có các cái văn bản như sau. Thứ nhất là luật thuế thu nhập cá nhân số 04 năm 2007, Quốc hội khóa 12 ban hành. Và sau đó thì có một số các cái sửa đổi bổ sung về vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân. Đấy thì anh chị cũng có thể xem trên hình ảnh. Cái thứ hai đó là cái văn bản về nghị định số 65 năm 2013 để hướng dẫn về vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân. Thế và chi tiết thì về thuế thu nhập cá nhân thì chúng ta xem ở cái thông tư số 111 năm 2013 và một số các cái văn bản sửa đổi bổ sung. Thì trong cái thuế thu nhập cá nhân đó thì nó cũng có khá nhiều những các cái đối tượng mà trong thực tế nếu như mà chúng ta ngồi phân tích mà xét chi li nhất thì luật thuế thu nhập cá nhân cũng là một trong những cái luật thuế mà khó. Toàn bộ các cái gì của tổ chức hoạt động thì cá nhân người ta làm thì nó sẽ bị chi phối ở đó. Đấy, thì cho nên trong cái luật thuế thu nhập cá nhân nó còn có là từ cái hoạt động kinh doanh và từ cái hoạt động thu nhập từ tiền lương tiền công và các cái thu nhập khác. Đấy, thế thì chính vì lý do đó mà chúng ta tìm hiểu hết được các cái nội dung này thì trước kia tôi cũng đã dành thời gian để đọc phân tích với anh chị từng các cái văn bản này, để phân tích từng cái đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân mà chúng ta cũng đã được chia sẻ. Trong buổi ngày hôm nay thì tôi cũng chỉ điểm lại tóm tắt thế và chủ yếu sẽ trao đổi với anh chị về vấn đề liên quan đến tiền lương tiền công trong cái vấn đề quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ nguồn tiền lương tiền công. Thế thì từ các cái văn bản này thì đối với thuế thu nhập cá nhân thì chúng ta có 10 cái đối tượng để chịu thuế như này. Ví dụ như là thu nhập từ hoạt động kinh doanh thì chúng ta phải chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Có nghĩa là ở doanh nghiệp họ kinh doanh thì ở cá nhân hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nếu ra hoạt động kinh doanh thì chúng ta cũng bị chịu thuế. Đấy, thì nó liên quan đến thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Đấy, thì cái này đối với hộ kinh doanh, anh chị khi thực hiện kinh doanh bây giờ phải thực hiện kê khai nộp thuế hàng tháng hàng quý. Thế bây giờ ấy còn đang có một lượng khá nhiều các cái câu hỏi về vấn đề liên quan đến các cái kinh doanh, các cái cá nhân trước kia khi mà chúng ta hoạt động bán hàng trên online, trên sàn thương mại điện tử ví dụ như là Shopee, Lazada, hay vân vân. Những các cái nền tảng khác nhau thì bây giờ ấy công nghệ nó hoàn toàn có thể quản lý và cơ quan thuế yêu cầu các cái sàn đó cung cấp các cái thông tin, số liệu bán hàng của cá nhân kinh doanh trên đó. Mà khi cá nhân kinh doanh mà bán hàng trên đó thì anh chị phải nộp thuế
phải kê khai, phải nộp thuế. Đấy thì nó nằm trong cái đối tượng đầu tiên này, là cá nhân kinh doanh hoặc là hộ kinh doanh. Vừa rồi ở trên mạng có một cái câu, có một cái đối tượng đó là gì, anh ấy bán hàng, anh là một cá nhân anh bán hàng, anh ấy bán doanh thu ở trên cái sàn thương mại điện tử trong một cái năm anh đạt được khoảng 20 tỷ. Đấy, thì vậy thì anh ấy không kê khai thuế, nay cái dữ liệu đấy được chuyển về cơ quan thuế kiểm tra và yêu cầu phải kê khai, phải nộp thuế. Và vậy thì cái đối tượng đấy là phải nộp thuế giá trị gia tăng 1% và thuế thu nhập cá nhân là 0,5%. Nghĩa là tổng thì là 1,5%. Nhân với 20 tỷ thì mất khoảng độ 300 triệu tiền thuế. Cộng với cái thời gian anh ấy bị chậm nộp nữa. Đấy. Thế thì những cái vấn đề, những cái câu chuyện như vậy thì càng ngày luật pháp càng minh bạch hóa và tiến tới những cái sự công bằng hóa để mọi cái đối tượng thành phần của chúng ta khi tham gia đều được thực hiện như nhau, ngang nhau. Thế thì có thể còn một số những các cái đối tượng mà kinh doanh nhỏ lẻ mà các cái số liệu, dữ liệu mà cơ quan thuế chưa kiểm tra được, chứ còn về phần đa tất cả các cái thông tin, nhất là trên nền công nghệ bây giờ, thì đều thống kê và chúng ta đều phải nộp thuế. Đấy, thì cái nội dung thứ nhất đây này, đối tượng thứ nhất là từ các hoạt động kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Cái thứ hai đó là gì, thu nhập từ tiền lương, tiền công. Đấy, thì khi mà tổ chức người sử dụng lao động đó, thuê một cái đối tượng nhân sự là người lao động đến để thực hiện thì chi trả các cái khoản tiền lương, tiền công. Đấy thì hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhiều về vấn đề này, là bởi vì chúng ta trước cái mùa quyết toán của năm 2024 này để thực hiện cho cái kỳ của năm 2023 thì chúng ta cần phải có cái thực hiện, đó là gì, xem xét lại toàn bộ hệ thống các tờ khai thuế thu nhập cá nhân của hàng quý hoặc hàng tháng của chúng ta, cộng với hệ thống bảng lương của chúng ta, chứ cái hồ sơ tính tiền lương ra cái quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công. Thì những cái điểm gì mà anh chị thường hay mắc phải, những cái điểm gì mà anh chị cần lưu ý, thì một lát nữa tôi sẽ phân tích sâu cái này, tôi điểm lại một số những cái nội dung về thuế thu nhập cá nhân. Thế còn thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn, đấy, thì cái mức thuế suất là 5%. Thế rồi là từ chuyển nhượng vốn, rồi tiếp nữa là từ chuyển nhượng bất động sản, đấy, từ thu nhập từ trúng thưởng, rồi là thu nhập từ bản quyền, rồi thu nhập từ nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế và thu nhập từ quà tặng. Đấy. Thế thì những cái nội dung này nó sẽ được quy định ở tại điều 2 cái chỗ luật sửa đổi số 71 năm 2014 này. Đấy. Thì một số các cái thông tin này anh chị có thể tra cứu, thì tôi chỉ điểm lại. Nếu như mà ở trong thuế thu nhập cá nhân ấy thì cái đối tượng, các cái nguồn thu nhập mà chúng ta phải chịu thuế thì nó khá là nhiều những cái nội dung như thế này. Đấy thì tôi điểm nhắc lại một chút về vấn đề, nếu như đối với các hoạt động kinh doanh ấy, thì thuế thu nhập cá nhân thì nó quy định ở tại điều 2 số luật số 71 năm 2014 sửa đổi bổ sung ấy. Đấy, thì nó có là đối với thuế thu nhập cá nhân thì đối với phân phối và cung cấp hàng hóa thì là 0,5%. Đấy, và tương ứng với nó nữa là thuế giá trị gia tăng được tính theo phương pháp trực tiếp. Đấy, thì cái này nó là 1%. Đấy, nếu như khi chúng ta cung ứng hàng hóa. Thế cho nên là cái này nó sẽ được hướng dẫn ở cái thông tư số 40 và đối tượng hộ kinh doanh của chúng ta, cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh. Thì khi mà đã tham gia hoạt động kinh doanh ấy, thì chúng ta lưu ý là gì, nó sẽ có cái thuế, đối với cái thuế giá trị gia tăng này thì nó cũng tương ứng với cái giá trị gia tăng của doanh nghiệp, nhưng mà đây đang tính theo phương pháp trực tiếp. Thế còn doanh nghiệp thì thông thường chúng ta sẽ tính theo phương pháp là khấu trừ. Thế và nó cũng quy định thống nhất ở trên một cái hệ thống các văn bản pháp luật, đó là luật thuế giá trị gia tăng. Thế còn thuế thu nhập cá nhân này, từ hoạt động kinh doanh này, thì nó gần tương ứng với cái thuế thu nhập doanh nghiệp. Đấy, thì để mà từ đó chúng ta
phân biệt được, chúng ta hiểu được tại làm sao đối với cá nhân kinh doanh thì lại phải nộp các loại thuế đó. Thế còn cái nội dung mà chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi ở bây giờ đó là các cái thu nhập từ tiền lương tiền công. Thế thì khi mà tổ chức sử dụng lao động, thuê cá nhân sự, cá nhân về thực hiện các cái công việc ở cho cái tổ chức đó, khi thực hiện các cái chi trả bằng tiền lương, tiền công, tất cả các khoản nó có cái tính chất mà cái tổ chức chi trả cho cái cá nhân đấy, các cái thu nhập của từ cá nhân đấy được chi trả khi thực hiện các cái công việc đấy, thì chúng ta được gọi đó là tiền công, tiền lương. Và nó sẽ được thực hiện quyết toán riêng. Chính vì lý do đó, chúng ta hiểu trên cái tinh thần như vậy, thì các cái khoản tiền lương tiền công đó bao gồm có cả các cái phụ cấp, trợ cấp, các cái khoản thù lao được trả dưới mọi các cái hình thức, ví dụ như là hoa hồng hay là các cái tiền thưởng hay là tất cả các cái khoản mà của cá nhân đấy nhận được từ cái tổ chức khi mà chi trả cho. Đấy thì chúng ta các cái quy định, các cái nội dung đấy chúng ta được gọi là tiền lương tiền công và các khoản có tính chất tương đương như các khoản tiền lương tiền công. Thì cái nội dung này ấy, chúng ta vào trong cái mục 2 điều 2 của thông tư số 111 này để mà chúng ta tra cứu chi tiết. Thế và ngoài ra thì nó sẽ có một số những cái khoản phụ cấp, trợ cấp hay là một số những cái khoản mà nó là nằm trong đối tượng không chịu thuế, trong các cái trường hợp rất đặc biệt thì chúng ta phải vào chúng ta tra. Có thể khi anh chị làm tra rồi là tính mãi thì anh chị sẽ thấy được là à nhớ được. Thế còn trong thực tế thì chúng ta cũng rất khó để có thể thuộc được các cái văn bản. Nhưng mà chúng ta hiểu được bản chất của nó, cái cách để mà khi mà chúng ta tra cứu thì để anh chị thấy được là à vậy thì những cái khoản nào là khoản mà là thu nhập chịu thuế và những cái khoản nào là khoản thu nhập không chịu thuế. Về một số những cái trường hợp thì chúng ta chỉ mở ở trong cái mục 2 điều 2 chỗ thông tư này ra. Đấy, thì nó sẽ có một số những cái nội dung như vậy. Đúng không? Thì những cái nội dung này thì anh chị tốt nhất là mở cái văn bản gốc này ra. Đấy. Cái này là thông tư số 111 năm 2013. Nó nằm trong cái số điều số 2 này. Trong cái điều số 2 này nó quy định các cái khoản thu nhập chịu thuế. Thì ở mục 1 là thu nhập từ hoạt động kinh doanh, thì cái mục 2 này thu nhập tiền công tiền lương. Mà từ cái thu nhập từ tiền công tiền lương này ra thì nó sẽ có các cái định nghĩa, các cái khoản mà thu nhập của chúng ta. Và trong trường hợp nào thì chúng ta sẽ không chịu các cái khoản thu nhập mà không chịu về cái phần mà phải nộp thuế. Thì nó chỉ là trong các cái trường hợp đặc biệt thôi. Thì trong những cái nội dung mà đặc biệt, những cái câu hỏi mà anh chị thường hỏi ấy, ví dụ là gì, các cái khoản tiền ăn ca giữ giờ, ví dụ như thế, thì bao nhiêu tiền, nếu tổ chức bếp ăn thì cái khoản chi phí đấy nhân sự họ không bị tính, vân vân đó. Rồi là tiền, các cái khoản tiền thuê nhà, thì chúng ta phải hình dung như này, các cái khoản tiền lương tiền công và các khoản tương ứng tương đương với cái tiền lương tiền công, các cái lợi ích mà của người lao động, thu nhập mà của cái tổ chức sử dụng lao động người ta chi trả, thông thường thì đấy là đều là những cái đối tượng mà chúng ta phải chịu thuế. Trừ một số trong các cái trường hợp đặc biệt, thì trong cái trường hợp đấy nó nằm ở trong đúng là cái khoản này thôi. Anh chị lưu ý, bây giờ tôi điểm lại cho anh chị thấy này. Trong cái khoản 2 này. Đấy, thì cái A này là gì? Tất cả các khoản tiền lương tiền công này. Cái điểm B này là các khoản phụ cấp và trợ cấp này, trừ một số các khoản sau này. Thế thì anh chị
đọc giúp cho tôi trong những cái khoản này trừ nó gồm có cái gì, ví dụ như phụ cấp độc hại hay là phụ cấp về thu hút về khu vực vân vân đấy, những cái thứ đó. Nhưng tuy nhiên rằng là tất cả những cái thứ đấy nó phải có tính chất phù hợp, nhất là trong những cái thứ mà nó phải quy định của trong nhà nước, đúng không? Những cái khoản mà thưởng thì nhưng mà không phải là thưởng ở trong doanh nghiệp, tất cả các cái khoản thưởng nhưng mà nó làm bị tính thuế thu nhập cá nhân, nhưng mà trừ một số cái ví dụ như là các cái thưởng mà có các cái cấp bậc của nhà nước, vinh danh vân vân, những cái khoản đấy thì lại không bị. Đấy, thì anh chị tra cho tôi trong cái này, cái mục C này là các cái thù lao dưới mọi các cái hình thức, mục A, mục B này, mục D này là thu nhập từ các tham gia các cái hiệp hội kinh doanh đấy, thì nó quay lại là các cái hội đồng quản trị, những cái nhân sự mà khi mà chúng ta tham gia thực hiện các cái công việc hoạt động kinh doanh mà chúng ta phải tham gia có làm việc ở đó. Hiệp hội, ví dụ như là thành viên của hội quản trị, nếu ông có tham gia làm cái gì đó được trả cái thu nhập đấy thì đó phải là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Các cái khoản lợi ích mục D này, lợi ích bằng tiền hoặc là không bằng tiền, trả bời bằng bất kỳ các thứ gì, thì những cái khoản này ví dụ như là tiền nhà, tiền điện, tiền vân vân, tất cả những cái khoản đó là cái lợi ích của người lao động khi mà anh tham gia vào anh được trả, mà có thể nó lại không phải bằng tiền nhưng mà quy ra để mà chúng ta phải thực hiện. Đấy, thì đối với cái tiền lương, tiền công ấy, thì đây cũng là một trong những cái nội dung mà chúng ta cần phải trả. Thật ra thì tôi cũng không nhớ được đâu, không thuộc được đâu, cũng trả rất nhiều lần rồi, làm liên tục, thế nhưng mà cũng chịu. Trong cái trường hợp như vậy thì cứ cần đến đâu thì trả đấy. Thế rồi là tiếp theo nữa, là các cái khoản mà phụ cấp ở trong doanh nghiệp mà thường không chịu thuế đấy, thì chúng ta ví dụ ở trong cái điểm B thì anh chị tra ra tôi có list ra một số những cái nội dung như thế này. Thế để mà dần rồi để chúng ta nhớ được thôi. Thế rồi tiếp nữa là cái hồ sơ, cái nội dung này quan trọng này, là cái hồ sơ để mà từ tiền lương tiền công ở trong doanh nghiệp, thì thứ nhất là cái nhân sự của chúng ta khi tới một cái doanh nghiệp, thì cái hồ sơ của lao động thì bao gồm có cái gì? Thì thực ra có những các cái hồ sơ mà chúng ta kẹp cùng, có những cái hồ sơ bắt buộc và có những hồ sơ không bắt buộc. Nhưng ví dụ là hợp đồng lao động là cái một trong cái chứng từ quan trọng nhất. Giữa người lao động và tổ chức sử dụng lao động, hai bên phải thỏa thuận với nhau các cái nội dung để thực hiện, thì cái mẫu hợp đồng lao động này đấy, nó cũng được thực hiện theo cái mẫu trong quy định của luật lao động, để thể hiện được các cái nội dung làm việc, thời gian làm việc, các cái tính chất, chi tiết, trách nhiệm của nhân sự. Đấy, thì đấy là cái hồ sơ hợp đồng lao động. Ngoài cái hồ sơ là cái hợp đồng lao động ra, thì có thể có các cái biên bản quyết định, ví dụ như tăng lương, bổ nhiệm liên quan đến các nhân sự thì chúng ta có thể kẹp cùng. Tiếp nữa là có thể các cái bằng cấp hoặc các cái sơ yếu lý lịch vân vân, các cái thông tin cá nhân khác của nhân sự có thể kèm cùng. Tuy nhiên rằng là có những cái thứ, có những cái vị trí lao động không nhất thiết cần phải có. Tuy nhiên rằng khi mà ký cái hợp đồng lao động thì nó có cái nội dung rồi, có cái biểu mẫu rồi. Đấy, thì tôi cũng đã từng phân tích cho anh chị là cái mẫu của hợp đồng lao động gồm có cái gì. Thì một bên là doanh nghiệp, đại diện chủ doanh nghiệp ký, và một bên đó là người lao động, nó cần phải có thông tin, có cái căn cước công dân, có cái mã số, cái thông tin để nó thỏa thuận với nhau giữa quyền lợi, quyền hạn, trách nhiệm của nhân sự, của tổ chức sử dụng lao động. Cái thứ hai nữa là gì? Khi mà nhân sự làm việc ở doanh nghiệp thì có một cái nữa là cái hồ sơ khi mà để mà chúng ta thực hiện quyết toán, là liên quan đến các cái nhân sự đã đóng bảo hiểm, chưa đóng bảo hiểm, các cái chứng từ để chứng minh cho cái vấn đề liên quan đến chúng ta đã nộp bảo hiểm. Tiếp nữa, đó là gì? Khi mà hàng tháng nhân sự thực hiện cái công việc thì nó liên quan đến cái bảng chấm công
xong là bảng tính lương và thanh toán tiền lương. Thế thì để từ cái hợp đồng lao động hai bên thỏa thuận với nhau để thực hiện cái gì thì nó sẽ có cái theo dõi cái quá trình làm việc đó để là cái căn cứ liên quan đến tính lương, thì đó chính là cái bảng chấm công. Thì trong đó thì chúng ta có thể sử dụng tùy bằng máy chấm công hay bằng chấm bằng tay hay bằng cái gì đó, nhưng đại để là nó cần phải có cái thông tin để xác nhận lại cái quá trình lịch sử để làm việc đó, tại sao nó cần có bảng chấm công ở đó. Thế còn có thể có những cái phần lương khoán thì nó sẽ có thay bằng cái chấm công thời gian, thì nó chấm công theo nhật ký khoán hoàn thành công việc bàn giao. Đấy, vân vân, thì bản chất của cái bảng chấm công nó là như thế. Sau đó chúng ta mới làm ra cái bảng lương. Cái cách để mà chúng ta tạo ra một cái bảng lương đó là tính ra cái số tiền của từng nhân sự họ thực hiện trong cái kỳ đó, thông thường có thể là tháng. Thế còn tùy theo từng các cái đối tượng hoạt động, có thể lương theo ngày, có thể lương theo tuần, có thể lương theo tháng. Thế sau đó là thanh toán, chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt. Đấy, nếu chuyển khoản thì cái chứng từ một cái bên thứ ba đó là ngân hàng biết được là thanh toán như thế này. Đấy, và chuyển khoản thì nó phải chuyển có cái list danh sách chi tiết, lệnh chuyển từ ngân hàng đi và chi tiết chuyển cho những ai bao tiền. Thế rồi tiếp nữa đó là nếu như thanh toán bằng tiền mặt thì có các cái chữ ký của nhân sự kể theo để chứng minh được cái tiền đấy được chi trả cho nhân sự. Đấy, thì đấy là cái bảng. Bảng này thì nó như là một cái chứng từ tiền lương. Thế cho nên là khi mà anh chị trong cái bảng lương ấy mà anh chị mang ra giải trình quyết toán ấy, nó mới có cái vấn đề đó là gì? Cái bảng tổng hợp tiền lương, nếu như anh chị mỗi một nhân sự nhẽ ra là họ phải có một cái bảng, một cái tờ A4 chi tiết là tính toán chi tiết cái lương đấy, thì nhân sự và đại diện cái người chi trả rồi là cái người duyệt lương họ ký vào trên đấy và nó hoàn thiện cái chứng từ, mỗi một cái nhân sự cá nhân họ có một cái chứng từ đó họ kẹp cùng vào trên một cái bảng tổng hợp. Thì trên cái bảng tổng hợp không cần ký chi tiết của từng nhân sự. Thế còn trong cái bảng tổng hợp mà anh chị phải ký ở bên sườn, mỗi một người cứ nhận đến đấy ký, thì có thể lúc đó anh chị bỏ đi được cái chứng từ chi tiết. Đấy, đây gọi là làm tắt. Thế tuy nhiên rằng trong quá trình khi chúng ta giải trình quyết toán thì chúng ta phải hiểu là chúng ta muốn chứng minh cái điều đó thì chúng ta cần phải cái chứng từ đấy nó phải như thế nào cho nó đúng. Đấy, thì trong cái bảng tính lương này, nếu như chỉ có một bảng tổng hợp thì nhân sự phải ký vào chi tiết từng dòng. Còn nếu như có bảng chi tiết thì nhân sự ký bằng chi tiết, không cần ký tổng hợp cũng được. Bảng tổng hợp đấy chỉ cần người tổng hợp có ký thôi. Đấy, thì khi mà chúng ta tập trung, chúng ta mới hiểu là tại sao nó lại phải như thế. Để khi chúng ta giải trình. Từ cái bảng này thì nó, từ cái bảng lương, từ cái khoản tiền mà chúng ta chi trả cho người lao động, thì nó mới có quy định là cái tờ khai thuế thu nhập cá nhân mà chúng ta phải làm theo quý hoặc theo tháng. Có nghĩa là gì? Hàng tháng khi mà chúng ta thực hiện chi trả cái tiền lương cho người lao động, nếu như mà trong tháng, trong quý đó mà nhân sự phát sinh cái số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thì chúng ta tạm khấu trừ và chúng ta nộp học cuối năm chúng ta thực hiện quyết toán. Thế thì nó mới có cái tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Đấy, làm theo tháng. Nếu như chúng ta nộp thuế, tờ khai thuế giá trị tăng theo tháng thì chúng ta sẽ nộp cái tờ khai thuế thu nhập cá nhân này theo tháng. Còn nếu như chúng ta nộp thuế giá trị tăng đang theo quý thì chúng ta nộp cái này theo quý. Ở đây nó có một cái điểm lưu ý như thế này. Đó là lúc mà anh chị thực hiện ở hàng tháng hoặc quý ấy, thì nó có một cái đoạn là gì? Nếu như mà cái tổ chức chi trả mà trong tháng hoặc quý đấy mà không phát sinh số thuế thu nhập cá nhân phải trả thì chúng ta không cần phải nộp cái tờ khai. Thì cái này nó cũng lòng vòng trả đi trả lại mãi. Ngày trước thì vào phải nộp, xong không phải nộp. Bây giờ thì quay lại là gì? Chúng ta có thể, nếu không phát sinh thì chúng ta không phải làm. Thế tuy nhiên rằng ấy, là cái đoạn này anh chị cần phải theo dõi rất chi tiết. Không có thì tại cái thời điểm ấy là nó có phát sinh cái thuế thu nhập cá nhân, nhưng vì anh chị vẫn không tổng hợp được cho nên là anh chị không tính khấu trừ cái tiền thuế thu nhập cá nhân, không nộp cái tờ khai.
Thế đến khi quyết toán cuối năm này anh chị mới phát hiện ra là có, thì lúc đó anh chị quay lại anh chị nộp là dính phạt hành chính. Đấy, cái đoạn này cũng rất là cân nhắc. Đấy, cho nên là cái tờ khai này đấy, thì theo tôi ấy, thì có lẽ rằng là nó giống như là tờ khai giá trị gia tăng ấy. Cái tốt nhất là quy định là gì? Doanh nghiệp phải nộp để cho nó nhất quán, tránh trường hợp bị phạt sai sót hành chính. Nhưng mà nó lại có cái điều là gì, trả lại là gì, nếu mà tôi không phát sinh mà bắt tôi phải nộp thì tôi lại thêm thủ tục hành chính đấy, thì cứ trả đi trả lại mãi, thì bây giờ là yêu cầu như vậy. Thế thì nó mới xảy ra cái trường hợp này. Đây là cái điểm mà anh chị hết sức lưu ý, là cuối năm khi anh chị có bảng lương tổng hợp của cả một năm thì lập tức lúc đó căn cứ vào cái bảng lương cả một năm cộng xuyên của 12 tháng lương của anh chị suốt từ tháng 1. Đấy, lương tháng 13 thì anh chị nó như là một cái khoản thưởng ấy, thì anh chị cũng phải tổng hợp toàn bộ lại để xác định được tổng thu nhập của một năm của người lao động, thì để từ đó anh chị ra cái tờ khai, ra cái quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Về căn cứ vào cái quyết toán thuế thu nhập cá nhân ấy thì cái số liệu đấy nó phải khớp trên tổng cái tờ khai của 4 quý của anh chị hoặc 12 tháng của anh chị. Đến đây nếu như mà số liệu nó không khớp thì anh chị phải lập cái tờ khai điều chỉnh. Để từ đó bản chất là gì? Là bản chất là cái thời điểm phát hiện, cái thời điểm mà phát sinh cái nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân vào lúc nào thì chúng ta phải nộp vào lúc đó, chứ không phải chờ đến tận lúc kế toán này. Thế vậy thì đến lúc kế toán mà nếu như mà chúng ta tính lại mà nó bị sai sót cái nào thì chúng ta lập cái tờ khai điều chỉnh. Đấy, và từ thời điểm đó nếu lập tờ khai điều chỉnh mà nó phát sinh số thuế phải nộp, chúng ta nộp tiền thuế và nộp tiền chậm nộp. Đấy, còn nếu như mà lúc đó mà chúng ta phát sinh mà chúng ta lại không có cái tờ nộp trước đấy, mà nghĩa là chưa có cái tờ khai mà chúng ta đã nộp lần đầu mà bây giờ chúng ta mới nộp, thì nó bị quá thời hạn, chúng ta sẽ bị phạt hành chính. Thế còn nữa, đó là cái chứng từ nữa, là khi mà cái chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, nếu như mà các cái nhân sự thực hiện làm việc ở đó, chúng ta có thể là gì, thuê cái nhân sự đấy đến chi trả, nhưng mà họ không quyết toán ở doanh nghiệp thì chúng ta trả chứng từ cho cá nhân họ tự quyết toán, thì cái chứng từ thuế thu nhập cá nhân này thì chúng ta thực hiện xuất như vậy. Đấy, thì căn cứ vào toàn bộ cái số liệu của cả một năm thì chúng ta cần phải kiểm soát lại, đó, kiểm soát từ hợp đồng lao động, đó, các cái hồ sơ, các cái nhân sự đóng bảo hiểm, đấy, khớp số. Thế sau đó thì chúng ta mới xem được bảng lương của từng tháng, tổng hợp toàn bộ bảng lương của từng tháng sang 12 tháng, căn cứ vào số liệu đó để chúng ta thực hiện kiểm tra đối chiếu lên được quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Ngoài cái nội dung ấy ra thì chúng ta còn phải là phân tích cả với các cái sổ kế toán, rồi phân tích cả trên số liệu trên báo cáo tài chính. Đấy, có rất nhiều các doanh nghiệp mà cuối cùng ấy, cán bộ thuế là kiểm tra đọc phân tích cái tính chất bất hợp lý trên chỉ tiêu, cái phần gọi là chi trả tiền lương trên lưu chuyển tiền tệ và quyết toán thuế thu nhập cá nhân và các cái tiền lương tiền công của anh chị nó không khớp nhau, thì chúng ta lại phải đi giải trình rồi. Cho nên nói thì như vậy, chúng ta ngồi đây chúng ta điểm lại để chúng ta tránh sai sót thôi, còn khi làm thì anh chị cũng mất rất nhiều công chứ không phải không. Đấy, thế còn cái nội dung nữa là bảng ủy quyền quyết toán, nếu như mà các cái nhân sự mà chúng ta quyết toán ở tại doanh nghiệp thì có ủy quyền quyết toán, hoặc là những cái nhân sự mà khi chúng ta chi trả ở trong kỳ, các cái nhân sự, các cái khoản mà không làm việc thường xuyên ở đó mà chúng ta lại không khấu trừ 10% khi mà chúng ta chi trả thu nhập, thì nó phải có các bản cam kết, có cái mã số thuế tại thời điểm đó và có cái cam kết là chưa đến cái mức để chịu thuế, thì để từ đó chúng ta thực hiện cho đúng. Thì đây là cái bộ hồ sơ khi mà chúng ta thực hiện liên quan đến tiền lương, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân và các cái nội dung này liên quan đến các cái chứng từ để chúng ta quyết toán thu nhập cá nhân, và nó là những cái chi phí trong doanh nghiệp mà để còn bảo vệ là chi phí được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Đấy, thì tôi cũng muốn là cùng anh chị chúng ta điểm lại một chút thôi. Còn khi đó thì chúng ta cũng thực hiện về vấn đề liên quan đến trong cái luật quản lý thuế, thì nó sẽ hướng dẫn về vấn đề liên quan đến hồ sơ để khai thuế.
Đó, thì cái tờ khai thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì chúng ta lưu ý tôi vừa phân tích rồi. Thì khi mà chúng ta thực hiện hai cái số này, hai cái tờ khai này, chúng ta cần phải đối chiếu để chúng ta thực hiện cho đúng. Vừa rồi có một cái doanh nghiệp thực hiện về vấn đề liên quan đến giải thể doanh nghiệp chẳng hạn. Khi mà lập cái tờ khai này với những cái quyết toán này không khớp nhau, đúng không? Lên thuế kiểm tra giải trình thì đấy, nó cái giữa cái tờ khai này với trong cái quyết toán nó không khớp nhau thì cuối cùng vẫn phải trả hồ sơ để hoàn thiện lại. Đấy, thì trong cái quá trình mà khi mà chúng tôi cũng hỗ trợ các doanh nghiệp thực tế thì cũng muốn cùng phân tích với anh chị để mà chúng ta cùng nhau tham khảo. Thế còn một vài những cái điểm rủi ro trong cái chi phí tiền lương, nhân sự, bảo hiểm thì tôi có một vài những cái nội dung mà cũng phân tích với chị như sau này. Cái thứ nhất ấy, đó là cái phần chi phí tiền lương và nhân sự là một khoản chi phí rất là nhạy cảm, nó liên quan đến quyền lợi trực tiếp của người lao động. Đấy, cho nên đó là gì? Ở trong doanh nghiệp thì cần phải xây dựng một cái quy chế chính sách tiền lương nhân sự. Nó dựa trên luật lao động. Nó dựa trên các cái quy định về bảo hiểm, nó dựa trên các cái quy định về thuế thu nhập cá nhân. Nó dựa trên cái lĩnh vực hoạt động kinh doanh của chúng ta. Nó dựa trên cái tình hình hoạt động kinh doanh cụ thể của một cái doanh nghiệp. Để từ đó chúng ta phải chấp bút để chúng ta ban hành ra một cái quy chế chính sách tiền lương nhân sự. Khi chúng ta làm cái điều đó minh bạch, rõ ràng thì doanh nghiệp mới có cái. Đấy, lúc đó nó mới có như cái hành lang, cái pháp lý, cái cơ chế, cái chính sách để chúng ta mới điều hành được cho một cái doanh nghiệp. Đấy, tại sao mà khi mà anh chị bảo vệ giải trình quyết toán của doanh nghiệp thì bao giờ anh chị em thuế cũng hỏi có cái quy chế tài chính hay là cái quy chế về chính sách tiền lương nhân sự này không? Tại vì những cái khoản mà anh chi trả thì anh phải dựa trên cái quy chế của doanh nghiệp của anh có hay không để anh chi trả những cái khoản đó. Và đồng thời cái quy chế đấy nó lại phải xây dựng của doanh nghiệp đấy, nó lại phải dựa trên các cái quy định của pháp luật hiện hành. Đấy, thì nhất là trong các cái doanh nghiệp nhà nước, các cái tổ chức lớn thì có cái điều này, còn cái doanh nghiệp và kinh doanh thì thường những cái thứ này làm chưa được tốt. Đấy, thì tôi nói điểm cái nội dung thứ nhất. Khi mà giải trình quyết toán bao giờ cũng cần phải như vậy. Thế cho nên nó mới có cái điều đó là khi mà chúng ta làm ở trong doanh nghiệp ấy, trong cái công tác về tài chính kế toán chính sách tiền lương nhân sự chúng ta không có. Thế hoặc là có một kiểu chi một kiểu thì lúc đó chúng ta phải bóc chi phí. Thế rồi làm không đến nơi đến chốn, đọc trong cái đoạn đấy nó rất là buồn cười. Đấy, thì đấy là cái nội dung thứ nhất. Phân tích cái điểm trọng yếu rủi ro. Cái điểm thứ hai đó là gì? Hệ thống hồ sơ giấy tờ chứng từ được quản lý và lưu trữ đầy đủ. Có chữ ký dấu đầy đủ. Từ cái nội dung đó thì chúng ta mới tổng hợp lên được. Tại vì nó có thể xảy ra các vấn đề tranh chấp giữa người lao động và tổ chức sử dụng lao động. Thì để cho tất cả những cái nội dung đó, cái thông tin đấy nó phải được trao đổi minh bạch. Thế còn ở góc độ liên quan đến quyết toán thuế thì nó có mấy cái điểm như sau. Đấy, cái thứ nhất là khi anh chị quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì cơ sở để lập lên quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp này nó phải là từ bảng tổng hợp tiền lương của anh chị từng tháng 1 trong lên 12 tháng. Và anh chị cũng cần phải phân tích cái số liệu này khớp với cái sổ ở trên 334 của anh chị, trên cái sổ kế toán, rồi từ đó lên cái bảng tổng hợp tài khoản, rồi thậm chí là lên trên hệ thống báo cáo tài chính của anh chị những cái thông tin, những cái chỉ tiêu trong chi phí, rồi các cái chỉ tiêu ở trên thuyết minh báo cáo tài chính. Những cái số này của anh chị nếu như mà khi không khớp ấy, khi người ta đọc, người ta đọc phân tích cái số liệu của anh chị nộp trên báo cáo hệ thống, nhầm 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 ra thì thấy cái số này nó lớn hơn số kia, nó nhiều quá, mà người ta vừa đọc phân tích cộng chi tiết thì cái đoạn này anh chị lưu ý. Không tránh cái trường hợp đó là số trên quyết toán kiểu, xong số trên bảng lương kiểu, xong là số ghi trên sổ kế toán kiểu, xong tổng hợp trên báo cáo tài chính, xong là nó có loạn nên nó không đâu vào đâu cả. Đấy, thì khi phân tích và kiểm soát số liệu anh chị cần lưu như vậy. Một cái điểm nữa đó là gì? Trong cái tiền lương bảo hiểm, tiền lương để đóng bảo hiểm, tổng thuế thu nhập để chịu thuế thu nhập cá nhân thì trong cái nội dung này ấy,
Thì theo như những cái thông tin mà thực tế đi làm ấy, thì ở các cái doanh nghiệp, cái tổ chức nước ngoài thì cái phần bảo hiểm này họ được tuân thủ rất là chặt chẽ. Còn một số các doanh nghiệp và quốc gia chúng ta thì trong cái phần bảo hiểm này là chưa được thực hiện tốt. Thì thôi, cái này thì cũng có rất nhiều ý kiến nhiều chiều, nhưng mà tôi chỉ có nói là gì, trong cái quá trình khi mà chúng ta làm gì làm, chúng ta phải dựa trên cái quy định của văn bản pháp luật hiện hành. Ngay kể cả cái phần tiền lương để mà chúng ta đăng ký để đóng bảo hiểm và cái tổng thu nhập của người lao động, nếu như hai cái này khác nhau thì chúng ta phải dựa trên quy định của luật những cái khoản thu nhập nào là thu nhập không chịu không không để tính vào đóng bảo hiểm, thì doanh nghiệp cũng cần phải xem rõ cái vấn đề đó để nếu có áp dụng vận dụng thì nó cũng phải dựa trên quy định của pháp luật hiện nay. Tiếp nữa là vấn đề liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Thì có một cái điểm này tôi cũng nhắc rất nhiều năm rồi và anh chị cũng lưu ý, đó là gì, khi mà cá nhân làm việc cho doanh nghiệp của chúng ta thì chúng ta cũng cần phải kiểm soát các cái thông tin đấy cho nó chặt chẽ chính xác. Đấy, ví dụ nó xảy ra các cái trường hợp như này, cá nhân có hai nguồn thu nhập mà chúng ta lại tích bộ ủy quyền quyết toán, khi mà tích bộ ủy quyền quyết toán, thế thì khi mà quyết toán ở đây rồi thì nó phát sinh ra là gì, cá nhân đấy nó còn có rất là nhiều các cái thu nhập ở các cái tổ chức khác nữa, thì điều đấy chúng ta phải cán bộ quản lý thuế khi check hệ thống kiểm tra ra thì chúng ta phải đi giải trình. Đấy, thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Thế rồi tiếp nữa, đó là có thể có những cái cá nhân làm ở doanh nghiệp không đủ 12 tháng, 6-7 tháng thôi, thì sau sau là gì, chúng ta nghĩ rằng là như vậy chúng ta mới tính hết tiền lương cho cả 12 tháng để tăng cái chi phí lên, làm ảo cái chi phí đấy ra. Sao nghĩ rằng là mọi người không không ai biết, nhưng mà trong thực tế bây giờ mỗi cá nhân có một mã số thuế, tất cả các cái nguồn thu đấy khi cập nhật lên trên hệ thống là có hết. Thế cho nên là gì, tại sao có những cái năm vừa qua, 1 và 2 năm vừa qua là chúng ta phải đi giải trình về vấn đề liên quan đến những cái cá nhân có hai nguồn thu nhập này mà tính vào trong chi phí, là chúng ta phải đi giải trình rất là nhiều, cũng là những cái điểm trọng yếu. Đấy, thì đấy là một vài những cái điểm mà tôi cũng cùng anh chị trước cái mùa quyết toán thì hôm nay muốn nói với anh chị về vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, các cái khoản chi trả, đặc biệt là vấn đề liên quan đến tiền lương tiền công, và làm thế nào để chúng ta quyết toán được cái mùa quyết toán này cách tốt nhất. Đấy, và trong một cái nội dung nữa là để khi mà anh chị thực hiện cái công tác kế toán của năm nào, của kỳ nào, nó được kiểm tra, kiểm soát gọn gàng, sạch sẽ, chuẩn bị số liệu tốt, thì nó cũng sẽ là một cái tâm thế sẵn sàng để khi mà chúng ta cung cấp các cái thông tin, các cái tài liệu, các cái hồ sơ để cho cơ quan quản lý chức năng, cho cán bộ thuế trong cái quá trình khi giải trình các cái thông tin đấy một cách tốt nhất. Đấy, tại vì càng ngày cái tính chất tuân thủ luật pháp nó càng được đưa lên cao, càng được quản lý chặt chẽ, các cái số liệu trên hệ thống càng ngày nó sẽ càng minh bạch. Nó đòi hỏi anh chị em chúng ta làm trong ngành nghề về tài chính kế toán cũng phải hiểu được bản chất của các cái vấn đề quy định của trong pháp luật. Từ đó để chúng ta cũng còn phải phân tích cho chủ doanh nghiệp rằng cái nào là thuộc về nghĩa vụ để chúng ta bắt buộc phải thực hiện. Đó, cái gì là thuộc về quyền lợi để mà chúng ta bảo vệ, để từ đó chúng ta thực hiện tuân thủ minh bạch trong cái quy định của pháp luật hiện hành. Đó là cái nội dung của buổi ngày hôm nay. Thì tôi cũng muốn là cùng anh chị điểm lại một vài những cái vấn đề đó. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe cái sự chia sẻ của tôi trong video này. Rất là mong anh chị em ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký vào kênh, like và share cái video để chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các cái video tiếp theo phục vụ cho anh chị phát triển về nghề kế toán, về thuế, để chúng ta phát triển cái công việc kế toán của doanh nghiệp của anh chị một cách tốt nhất. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn.